Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đại học Tôn Đức Thắng đình chỉ hiệu trưởng bắt cóc giáo viên, Đảng xử trí thức như kẻ thù. Vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đình chỉ chức hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng của tiến sĩ Lê Vinh Danh đã trở thành mối quan tâm lớn của dư luận với nhiều diễn biến gây sốc. Vào tối ngày 23 tháng 9, tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý, một giảng viên của Đại học Tôn Đức Thắng, bất ngờ bị vây bắt như một tội phạm nguy hiểm trong khi đang đi ăn cùng vợ. Tin do nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà tường thuật trên trang Facebook của mình. Đây là hình ảnh tiến sĩ võ sư Phạm Đình Quý, giảng viên khoa khoa học thể thao của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Thầy Quý và cả vợ được trở về nhà trọ của một người bạn lục lấy đi một máy tính. Sau đó, thầy được đưa đến phòng cảnh sát ở 459 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh làm việc và sau đó giải lên Đắk Lắk. Riêng vợ thầy đã được thả ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 24 tháng 9 và buộc phải ký cam kết là không được tiết lộ cho người thứ ba về việc vây bắt này. Gia đình thầy Quý cho biết thêm như vậy. Báo chí chính thống không đưa tin và công an cũng không hề công bố lý do cụ thể việc bắt giữ ông Phạm Đình Quý. Trong khi đó, có tin từ mạng xã hội nói rằng ông Quý bị bắt vì tội vu khống bôi nhọ danh dự người khác. Gia đình ông Quý cho rằng hành động của công an giống như một cuộc bắt cóc, chứ không phải mời làm việc để phối hợp điều tra. Theo luật hình sự thì việc bắt người vào ban đêm chỉ đối với tội phạm quả tang hay rất nguy hiểm. Hơn nữa, trước đó không hề có giấy mời hay quyết định tạm giữ. Tóm lại là kiểu hành xử của công an Đắk Lắk nói một cách dân dã là rất du côn, hung hãn, kiểu như xã hội đen và không giống hành xử theo chuẩn mực pháp luật. Cũng theo gia đình ông Quý thì trước đó ông Quý có gửi đơn thư tố cáo ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh Đắk Lắk, nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đạo văn luận án tiến sĩ, nhưng chưa được Ủy ban Kiểm tra Trung ương nơi nhận đơn hồi đáp thì nay lại bị bắt cóc một cách ly kỳ như vậy. Báo Tuổi Trẻ là nơi duy nhất đưa tin rằng ông Phạm Đình Quý được công an Đắk Lắk mời phối hợp cung cấp thông tin và khẳng định cơ quan điều tra ở đây mời ông Quý lên làm việc chứ không bắt ông Quý. Vì việc bắt tạm giam một người phải làm theo đúng trình tự thủ tục quy định, ở đây chỉ mới mời làm việc mà thôi, báo Tuổi Trẻ cho biết. Lý giải cho diễn biến khó hiểu này, một số người thạo tin cho rằng chính ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo công an Đắk Lắk đi bắt người. Trước đó, công an Đắk Lắk cũng bắt tiến sĩ Hoàng Minh Tuấn là học trò của ông Phạm Đình Quý vì hai ông Tuấn và Quý đã công khai tố cáo ông Bùi Văn Cường, đạo văn luận án tiến sĩ. Đây là hình ảnh bài báo của tiến sĩ Phạm Đình Quý về vụ đạo văn luận án tiến sĩ trước khi bị gỡ bỏ. Trước đó, tiến sĩ giảng viên Phạm Đình Quý đã gửi thư tố cáo đến cho báo chí làm đúng luật với việc công khai danh tính và dẫn giải về việc đạo văn lấy bằng tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk. Nội dung nói thẳng là ông Cường đạo văn vì mục đích không trong sáng, được tìm thấy vào cuối tháng 8 trên nhiều báo. Tuy nhiên, gần đây, các bài viết trên hàng chục báo đều bị gỡ, bài đăng trên các diễn đàn cũng bị bí mật tháo xuống. Bài viết của ông Phạm Đình Quý đã phân tích cặn kẽ những dẫn chứng cụ thể về luận án tiến sĩ đã sao chép tới 70% nội dung từ những nguồn nào. Cụ thể như sau, vào năm 2016, ông Bùi Văn Cường làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, vào năm 2018 bảo vệ luận án. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường có 3 chương nghiên cứu lý thuyết đã được sao chép khoảng 70% các công trình xuất bản trước đó của rất nhiều tác giả. Hơn nữa, cả luận án tiến sĩ của ông Bùi Văn Cường lẫn đề tài nghiên cứu khoa học đều có trích dẫn tài liệu tham khảo là Google, Amazon và nhiều web writer khác, một điều chưa từng có tiền lệ trong nghiên cứu khoa học và làm luận án tiến sĩ. Nói tóm lại là bài viết của ông Phạm Đình Quý là nói có sách và mách có chứng về rất nhiều sự gian dối của ông Bùi Văn Cường mà người đọc có thể kiểm chứng được. Vậy mà ông Cường không thèm phản bác lại hay khởi kiện ông Quý gì cả. Tự nhiên lại có chuyện bắt ông Quý đưa về Đắk Lắk để hỏi tội. Đến nay, xem như ông Quý đã bị mời từ thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk gần 3 ngày trời mà không có quyết định tạm giữ hay tạm giam. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, nguyên chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng với bí thư Thái Bình Ngô Đông Hải, bí thư Bùi Văn Cường hỗn danh Cường chạy, tức là chạy chức, đang là ứng viên đua vào ghế Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ tới, bà Lê Nguyễn Hương Trà cho biết thêm. Ở một diễn biến khác liên quan đến vụ cách chức ông Lê Vinh Danh, hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, thì Facebook nổi tiếng Trương Huy San đưa ra bài bình luận với ngụ ý rằng
ông Lê Vinh Danh đã không chịu chuẩn bị cho việc hạ cánh an toàn. Lẽ ra một người như ông thì phải hiểu cách vận hành của thế chế, sự tung hô của mạng xã hội và ngay cả báo chí cũng như con dao hai lưỡi. Và có thể sinh viên, giảng viên kính trọng và cần ông, nhưng phản ứng tập thể rất có thể sẽ đẩy ông vào tình huống bị truất hoàn toàn quyền an toàn hạ cánh. Ông Trương Huy San đã viết theo kiểu khuyên bảo ông Lê Vinh Danh như vậy. Ông Trương Huy San đưa nhiều số liệu rằng nguồn vốn ban đầu và đất đai của Đại học Tôn Đức Thắng là của nhà nước và chủ sở hữu Đại học Tôn Đức Thắng là của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cả tài sản lẫn nhân lực. Tóm lại, ông Lê Vinh Danh vừa có 10 hectare đất, vừa có hàng trăm tỷ trong tay. Ông Danh đã khai thác tối đa quyền tự chủ mà lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam trao cho ông để xây dựng trường Tôn Đức Thắng, đưa Đại học Tôn Đức Thắng lớn mạnh như ngày hôm nay. Bài viết của ông Trương Huy San thu hút được nhiều bình luận trái chiều. Nhiều người đồng ý với bài viết rằng ông Lê Vinh Danh đã thiếu sự khôn ngoan nên mới ngã ngựa. Đây là hình ảnh nhà báo Trương Huy San có bút danh Osin Huy Đức, người có trên 300.000 người theo dõi trên trang Facebook và là tác giả cuốn sách Bên Thắng Cuộc rất nổi tiếng. Ở chiều ngược lại, các ý kiến cho rằng việc ông Danh nên quỳ gối đầu hàng với yêu cầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nên biết điều với cấp trên để được yên thân là lối cư xử của kẻ tiểu nhân không thể chấp nhận được. Facebook Nguyễn Thị Thanh Vân bình luận như sau. Vậy anh Osin, một đại nhà báo, có bài viết nào mổ xẻ về những quyết định ngồi xổm trên pháp luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với cá nhân ông Danh và với trường Đại học Tôn Đức Thắng, nhất con số 30% phế mà Liên đoàn đòi về, để từ đó lấy lại được công bằng cho ông Danh như một việc mà là nhà báo tử tế cần làm hay không? Còn lời khuyên gửi đến ông Danh là hãy biết quỳ để được hạ cánh an toàn và được vinh danh, thì có lẽ anh nên giữ lại sử dụng cho cá nhân mình thì hơn. Anh đem dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, hạng như anh ấy thì lựa chọn như vậy là điều tất nhiên. Bài của Osin còn có mùi đe dọa nữa đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Facebook Nguyễn Thị Thanh Vân đã nhận định như vậy. Facebook Trần Đức Hoàng thì bình luận như sau. Anh còn khuyên thầy Danh biết điều à, anh San. Nhân cách là thứ thầy Danh cần, chứ không phải để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh, hay để hạ cánh an toàn, hay để an yên thành công thành danh về đích theo chuẩn của ngụy thiện tri thức trong thể chế này. Mà cần gì thứ vinh danh ấy chứ? Bị kỷ luật không có nghĩa là mất nhân cách, nhưng có khi khối vị được vinh danh nhiều thứ này, thứ kia, nhưng với dân thì nhân cách họ như rác uế, thưa anh. Anh quen với tư duy của nhà báo chính trị, chọn tồn tại để đấu tranh, đó là trường hợp của Osin Huy Đức, và thành thói quen viết lách. Nhưng trong chuyện này là nhân cách, thưa anh. Anh nói công lao không chỉ có thầy Danh mới tạo nên Đại học Tôn Đức Thắng là đúng, nhưng chưa tốt. Nếu không có thầy Danh, Lớt Đinh, thì không có một Đại học Tôn Đức Thắng lọt top 700 đại học danh giá toàn cầu, và nó trở thành mô hình chuẩn để nhân rộng. Đó là thứ giá trị cốt lõi trở nên thành giá trị cộng hưởng, được công nhận, tạo tiền lệ cho mai sau, được tạo nên bởi tài năng và tâm đức của thầy Danh. Và tại sao phải hạ bệ và triệt hạ một người như vậy khi mà trong môi trường của thể chế này ai bảo mình không sai ngay khi chính người kết luận, kết tội người khác sai? Facebook Trần Đức Hoàng đã đưa ra nhận định như vậy. Đây là hình ảnh tiến sĩ Lê Vinh Danh tiếp Thủ tướng Canada Justin Trudeau đến thăm trường và tọa đàm với giảng viên, sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng vào tháng 11 năm 2017. Tiến sĩ Lê Vinh Danh sinh năm 1963, từng học đại học ở Bangkok, Thái Lan và tu nghiệp sau tiến sĩ trong chương trình học giả Fulbright tại Hoa Kỳ. Lý giải sự thành công của Đại học Tôn Đức Thắng, tác giả Nhã viết trên trang báo Sạch như sau. Khi tiến sĩ Lê Vinh Danh đảm nhiệm chức danh hiệu trưởng, thì Đại học Tôn Đức Thắng chỉ tròm trèm có 80 nhân sự với cơ sở khiêm tốn ở đường Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh. Mặt khác, nhìn chặng đường tiến sĩ Lê Vinh Danh đi sẽ thấy rõ tư duy chiến lược trong ngắn hạn nhưng tầm nhìn dài hạn đến 30 năm sau. Đó là ông Danh hướng đến đại học nghiên cứu, đào tạo nhân sự tại chỗ, hợp tác quốc tế. Nhiều giảng viên ở Tôn Đức Thắng kể lại rằng họ bị thầy Danh ép đi học thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài về phục vụ nhà trường. Có người nghĩ mình không học nổi, thậm chí khóc từ chối. Nhưng đến giờ thì tầm nhìn chiến lược đó về nhân sự đã tỏ ra đúng đắn khi đội ngũ giảng viên tốt nghiệp từ Đại học Tôn Đức Thắng đi ra nước ngoài rồi trở về làm trụ cột ở đây. Một trong nhiều lý do có nhân sự giỏi của ông Danh đó là trả lương cao. Trường đã trả lương gấp đôi trường khác, nhưng thời gian làm việc thậm chí có đến 12 giờ mỗi ngày bởi sự say mê công việc. Theo tôi là đâu có cao, một giảng viên trong trường nói như vậy. Nếu vì thu nhập sẽ không ai lao động đến thế.
và nếu chỉ vì thu nhập sẽ khó tạo ra nguồn nhân lực của trường đại học này đến 1.400 người trình độ chuyên môn cao, trong đó có đến 200 nhà khoa học nước ngoài là giảng viên cơ hữu của Đại học Tôn Đức Thắng và 300 chuyên gia làm việc bán thời gian phục vụ công tác giảng dạy. Mỗi năm, ông Danh trực tiếp đi nước ngoài xin học bổng và công nghệ, đầu tiên là các trường đại học tại Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan, rồi đến các quốc gia châu Âu và gần đây nhất là giáo sư Israel. Đây là hình ảnh cơ sở chính của Đại học Tôn Đức Thắng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham vọng 10 năm để có một giải Nobel cho Việt Nam thôi thúc xây dựng các trung tâm nghiên cứu ung thư và công viên khoa học. Đại học Tôn Đức Thắng, các hạng mục được đầu tư từ nguồn lực tại chỗ. Đó là lý do các văn bản gửi cầu cứu đến chính phủ của tiến sĩ Lê Vinh Danh khẳng định trường không chịu sự điều chỉnh của luật đầu tư công vì toàn bộ cơ sở vật chất là tiền của trường đi vay. Có thể thấy các cao ốc ký túc xá sau 10 năm vẫn sử dụng mới đẹp và các hạng mục khác như nhà thi đấu đa năng, thư viện đều được xây dựng với chi phí thấp mà chất lượng rất cao. Hệ thống sân bãi thi đấu thể thao của trường là tiêu chuẩn FIFA, được đầu tư với tất cả vật liệu tốt nhất, nhưng tổng chi phí đầu tư chỉ bằng 1/10 so với công trình tương tự. Nguồn thu của trường mỗi năm dựa vào tuyển sinh khoảng 600-700 tỷ đồng mỗi năm từ học phí sinh viên, nhưng hệ thống phòng thí nghiệm của trường được đánh giá hiện đại hơn khoảng 15 năm so với nhiều đại học khác cùng chuyên ngành. Và cũng từ nguồn thu, mỗi năm trường xây một tòa nhà, tất cả đều đến từ tầm quản lý chặt chẽ và không thể thất thoát lãng phí. Hoàn toàn không có một đồng nào từ ngân sách nhà nước được rót vào trường. Không ai có thể phủ nhận được trường đang là một mẫu hình thành công trong thí điểm đại học tự chủ. Tiến sĩ Lê Vinh Danh cần thêm thời gian để hoàn thiện khát vọng cùng Tôn Đức Thắng bước vào đại học hàng đầu thế giới. Họ cũng cần sự tự do để phát triển thay vì can thiệp bằng cơ chế chủ quản, thiếu tình người và không phù hợp với pháp luật. Tác giả Thanh Nhã đã đưa ra kết luận như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 9 năm 2020 với bản tin Đại học Tôn Đức Thắng đình chỉ hiệu trưởng, bắt cóc giáo viên, đảng xử trí thức như kẻ thù. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.